Rồi em xin chào cả nhà, chào toàn thể cô chú anh chị em. Ngày mới chúc toàn thể gia đình mình một ngày mới thật là an lành và mạnh khỏe nha. Và nhớ mọi người nhớ hộ em nha. Vẫn là cái khung giờ. Bây giờ cứ buổi sáng thì em lên lúc 7 giờ này, buổi tối thì 7 rưỡi thì em lên video. Và mọi người, kể cả mọi người đã sưu tầm rồi và theo dõi video thì mọi người nhớ là cho em xin một nút like. Và bác nào thông thạo công nghệ hơn thì mọi người có thể là chia sẻ giúp em nhá, chia sẻ giúp em để cái kênh của em được nhiều cô chú là có nghĩa là cao tuổi mọi người nó hiện lên cái quảng cáo ấy thì mọi người biết đến nhiều hơn để ủng hộ em nhé cả nhà nhá. Hôm nay với nhà thì những cái giò nó vừa tiền. Có một hai giò thì nó cao tiền thôi cả nhà nhá. Nên rất mong là hôm trước đấy, hôm em dù gì thì em chăng nữa thì em vẫn phải nói trước với mọi người là có những hàng đắt hàng rẻ, đâm ra cô chú mọi người hết sức thông cảm. Loại hàng mặt hàng gì như thế thôi. Có loại hàng đắt, hàng rẻ, hàng vừa tiền thì mọi người cân đối số tiền và mọi người ủng hộ theo từng loại nhá. Đừng có bác lại vẫn bình luận bảo là chưa sao lại đắt thế, đắt này, đắt kia nhé cả nhà nhá. Rất mong là mọi người luôn luôn ủng hộ về nhờ mua đơn hàng và tinh thần nữa cả nhà nhá. Rồi em mời mọi người qua chi tiết từng đơn nhá. Bác nào mà uống chè, mua của em uống chè và bây giờ hết rồi, đầu tháng mới thì mọi người uống hết rồi thì mọi người lại nhớ ủng hộ em. Em vẫn luôn bán chè đội 2, một loại chè rất ngon và nói chung là rẻ, em phải khẳng định thế. So với giá ở dưới xuôi mà vận chuyển về dưới đấy mọi người mua cực kỳ là rẻ. Dưới xuôi cũng là 200-300 nghìn một cân nhưng mà đây là 160 nghìn một cân, bình thường em bán là 150 nhưng mà hút chân không như này là 160. Cam kết mọi người là chè sạch, uống thấy em thấy hợp. Và rất nhiều bác phản hồi lại là uống vừa rẻ mà nói chung là uống rất nói chung là được cả nhà nhá. Tinh dầu xả là mừng tề, chỉ cần 1-2 giọt thôi mọi người lau sàn, lau nhà cho em là 450 nghìn một lít cả nhà nhá. Nguyên chất nha cả nhà nhá. Rất là xua đuổi côn trùng, ruồi, muỗi, nói chung là nó sát khuẩn rất tốt. Sâu răng, bác nào sâu răng thì vẫn ủng hộ em, kể cả cái thuốc xoa bóp này. Những cái sản phẩm như này nó thật sự là cũng dùng, em dùng qua rồi thấy tốt này, ví dụ như xoa bóp này em thoa trên người cái thấy rất tốt này, là ông bà bố mẹ có đau lưng nhức mỏi ấy thì mọi người mua cho em 100 nghìn một cái một ống như này, còn size sâu răng 100 nghìn nhé cả nhà nhá. Đặc biệt hôm qua em quay cho mọi người đây, đó là hoa đu đủ đực ngâm với mật ong rừng chuẩn nhé. Và nhà em vẫn cung cấp cái mật ong rừng chuẩn là 400 nghìn một lít. Còn hoa đu đủ đực này thì nói chung là hiếm, loại này là thần kỳ thần dược nhé cả nhà nhé, chữa bách bệnh. Nhiều cô chú hôm trước gọi điện bảo ui ôi cô thấy có mới một lọ thế là phải gọi điện mua luôn, tại vì cái thằng này nó chữa ho cực kỳ là tốt luôn, nó chữa quá nhiều bệnh, bách bệnh, gọi là bách bệnh, phòng chống, hỗ trợ, điều trị, nói chung là cực kỳ là tốt. Riêng mọi người tìm hiểu và cân nhắc nhé. Có thể là mọi người biết công dụng đấy, mọi người mà dưới quê mà mọi người kiếm được hoa đu đủ đực tự mọi người ngâm được, nhưng mà kiếm được mật ong rừng đổ vào thì nó tốt hơn nhé cả nhà nhá. Cái một hũ như thế là 600 nghìn cả nhà nhá, hoa đu đủ đực ngâm mật ong rừng. Rồi em mời mọi đây, đặc trị dạ dày thì 300 nghìn nhá. Đấy vẫn là có một cái video em làm riêng về cái món đặc sản nhé cả nhà nhá, 300 nghìn đặc trị dạ dày nhá, đại tràng nhá cả nhà nhá. Rồi em mời mọi người qua lăn rừng nhá. Hình đầu tiên bạch nhạn nhé cả nhà nhá, rễ thì bắt đầu đang phun ầm ầm hết đây rồi. Đấy cái này thì em cách trồng em bây giờ em cho cả phân trâu các thứ vào cả nhà nhá, rễ bắt đầu phun cây ngon lành cành đào nhé cả nhà nhá. Bạch nhạn, cái loại hoa này thì cực kỳ là thơm cả nhà nhá. Bạch nhạn trộn vào chậu cực kỳ là xịn sò rồi, móc cũng xịn về, cứ thế mọi người treo này cho em thôi, rất thẩm mỹ, rất ok, cây ngon lành cành đào ấy nhỉ cả nhà nhá. Bạch nhạn hình số 10 220 nghìn, hình số 10 220 nghìn bạch nhạn nhé cả nhà nhá. Bạch nhạn có hai chậu thôi, có hai chậu thôi cả nhà nhá. Nhớ cô chú like hộ em với, cô chú mọi người like giúp em Cường với để cho tăng cái tương tác này. Thì số 1 bạch nhạn cũng 220 nghìn, bạch nhạn 220 nghìn đấy, dễ nó phun ầm ầm hết rồi cả nhà nhé. Đấy bạch nhạn nhé, 220 nghìn bạch nhạn, chậu xịn sò luôn rồi nhá. Cứ thế về mà treo giúp em nhá, trồng vào cái này thì rất hay này, chậu lục giác
để phân bón ở trên nó rất là hợp tình hợp lý. Cả nhà nhé, cả nhà nhá, một đống lụ nói chung là chi chít chì chịt. Ôi giời ơi, một cái giò này ra hoa thì sao cả nhà, năm canh trắng ý ngọc nhé cả nhà nhá, năm canh trắng ý ngọc về mọi người ngắm hoa luôn. Và mầm gốc thì bắt đầu đang lên mơn mởn như này rồi. Đấy, hoa thì quá nhiều nha, năm canh trắng ý ngọc hình số 4 200 5000, hình số 4 200 5000 nhé cả nhà nhá, hình số 4 200 5000. Bác nào, cô chú nào, anh chị em nào cũng chơi Zalo, cũng biết Zalo, mọi người chia sẻ cái video của em lên Zalo, mọi người giúp em ấy nhé, để cho cô chú mọi người bạn bè đều biết đến cái kênh của em. Năm canh trắng ý ngọc nhé cả nhà nhá, hình số 3 200 5000, hình số 3 200 5000, năm canh trắng ý ngọc nhá. Nói chung là Lee Smith nụ nhá, quá nhiều nụ cô chú nhá, cứ yên tâm, cái này về ngắm hoa luôn, không bao giờ đi thì không bao giờ là sợ bị hỏng hoa đâu cả nhà nhá, tại vì nụ nó đã dài rồi, nó rất dai nhá cả nhà nhá, nó rất dai. Hình số 2 200 5000, năm canh trắng ý ngọc, năm canh trắng ý ngọc toàn nụ và nụ thôi, tất nụ đây, tất nụ nhá cả nhà nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp tục năm canh trắng ý ngọc đấy, sướng chưa, chơi hoa thì chỉ đến cái vụ hoa là sướng thôi, ngắm hoa xong chăm mầm là thích nhất cả nhà nhá. Hình số 1 200 5000, hình số 1 200 5000, có 4 giò cả nhà nhé, có 4 giò năm canh trắng ý ngọc nha. Tiếp tục chồn hai châu, chồn hai châu của cái này của người dân, đây là có hai vòi nụ này, một vòi này, hai cây có hai vòi nụ nhé cả nhà nhé, hai cây hai vòi nụ. Hình số 8 100.000, hình số 8 100.000, cả nhà nhớ ghép đơn giúp em Cường nhá, nhớ ghép đơn giúp em Cường, những cái đơn 100.000 thì mọi người nhớ ghép đơn giúp em nhá. Đùi gà tròn lai châu đây, chả nói giấu gì mọi người đâu, mọi người nhìn thấy vôi nó bám xung quanh cây kia, nhìn nó cứ rất đanh cây nhé, đùi gà tròn lai châu cực kỳ là đẹp, chậu này có duy nhất một giờ chậu thôi. Đây em hay rắc vôi, em hay rắc vôi, mùa nấm bệnh là phải rắc vôi nhé cả nhà nhá. Năm đùi gà tròn lai châu hình số 12 200.000, hình số 12 200.000, đây có duy nhất một chậu, bác nào nhanh tay thì được. Chồn lai châu, chồn lai châu của người chơi nhá, hình số 6 200.000, hình số 6 200.000, đang có nụ như cả nhà nhá, chồn lai châu nhìn nó cây nó bỗ bã như thế này thôi, nhưng mà của người chơi năm ca cây nó rất khỏe, nó đanh cây cả nhà nhá. 200.000, một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ, bốn nụ nhé cả nhà nhá, bốn nụ nhá. Chồn lai châu hình số 6 200.000, hình số 6 200.000, chồn lai châu nhá, của người chơi nhé cả nhà nhá. Chồn lai châu hình số 7 180.000, số 7 180.000, chồn lai châu nhá, cây nó thật là khỏe, nhìn đấy, nụ này để còn để nó còn thui, cây nó đành cây nhá, 180.000 với con nụ nhá cả nhà nhá, với con nụ nữa này, 180.000 chồn lai châu, hình số 7 180.000. Tiếp tục chồn lai châu hình số 5 cũng hình số 5 200.000, hình số 5 200.000 nhé cả nhà nhá, nhìn cây chồn nó, nhìn nó cằn cọc không cả nhà, nhìn quá cằn cọc không nhé cả nhà nhá, 200.000, hình số 5 200.000. Sóc, đuôi sóc, dáng hương đuôi sóc hình số 9 180.000, hình số 9 180.000, dáng hương đuôi sóc nhé cả nhà nhá, cây thì khỏe như voi, như voi rồi cả nhà nhé, 180.000, hình số 9 180.000. Nói chung hôm nay là toàn bộ những cái đơn nó nhỏ nhỏ, tiền nhớ ghép đơn giúp em nhá. Cẩm báo nhá, ra báo lai châu nhé cả nhà nhá, cực kỳ là đẹp luôn, hoa về ngắm luôn cho em, cái thằng này thì hoa được nở tầm đôi tháng cả nhà nhá, nó rất bền hoa, hoa mùi thơm chanh nhá. Cẩm báo hình số, hình không số đi, 180.000, hình không số 180.000 cẩm báo nhé cả nhà nhá, quên lại không đánh số hay sao nhỉ. Dáng hương tam bảo sắc lai châu toàn cây lá xếp rụt nhé, đấy hôm qua em lấy được một lô, hôm qua nói chung cứ hàng đẹp lên thì nói chung là bay nhanh lắm, nhiều bác gọi cũng. Đây hôm nay tiếp tục đây cả nhà nhá, hình số 14 180.000, hình số 14 180.000, dáng hương tam bảo sắc lai châu nhá, hình số 14 180.000. Theo mọi người như thế này là rẻ chưa? Cực kỳ là đẹp luôn nhé cả nhà nhá. Tiếp tục dáng hương tam bảo sắc lai châu hình số 13 180.000, hình số 13 180.000 nhé cả nhà nhé,
cực kỳ là đẹp luôn, giá hương tam bảo sắc Lai Châu, loại để hoa thì nó thơm ngát luôn, nó chỉ 1-2 bông thôi. À, toàn cây lá xếp rụt rịt nhé cả nhà nhá. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 19 250.000, hình số 19 250.000 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Mọi người phải cân nhắc nhé, cái loại mà giáng hương ấy mà lá lướt hay là lá xếp hay là lá xếp cổ rụt thì nó giá trị nó khác nhau hoàn toàn. Đây là lá xếp nhé, lá xếp cổ rụt nhé cả nhà nhá. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 19 250.000, hình số 19 250.000 nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Ngọc thạch ba màu, hôm nay có một giò thôi cả nhà nhá, duy nhất một giò thôi nhá cả nhà nhá. Đây. Dễ lên ẩm ẩm nhá. Về ngắm hoa cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Mầm tơ thì đang lên, nụ thì đang bắt đầu là chờ tầm tuần nữa là bắt đầu nở cả nhà nhá. Hình số 26 200.000, hình số 26 200.000. Ngọc thạch ba màu nhé cả nhà nhé. 26. 200.000. Có khi là cái giò kia ghi sai. Đây, toàn cây đẹp nha, toàn cây đẹp, cây chọn nha. Hình số 16 108.000 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu nhé cả nhà nhá. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu cực kỳ là phê, vừa gọn nhỏ nhẹ và mọi người đỡ mất cái không gian mọi người treo nhé cả nhà nhá. Tiếp tục giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 15 cũng 108.000, hình số 15 108.000 nhé cả nhà nhá. Cực kỳ nói chung là đẹp, em phải nói là đẹp, lấy hình nào cũng ok nhé cả nhà nhé. 180.000. Úi, giò này cũng phê. Hình số 18 200.000 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu nhé cả nhà nhé. Đẹp chưa? Đấy, toàn cây đẹp, cây chọn nhé cả nhà nhá. 200.000, hình số 18 200.000. Bác nào mua giò nào cũng được. Hôm nay mua giò nào cũng được, vừa bạn. Hình số 11 220.000, hình số 11 220.000 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Cực kỳ là đẹp nhá, đang nụ nhá cả nhà nhá. Đấy. Nhớ mọi người like cho em với nhá. Nhớ like cho em với. Mấy bác vào xem thì ủng hộ em một nút like thôi. Hình số 21 305.000 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu nhá. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Đang nụ nhá cả nhà nhá. Số 21 305.000, số 21 305.000 nhé cả nhà nhá. Nói chung là thẩm mỹ và những cái cây cáo của Lai Châu như này là không có nhiều, em phải nói như thế nhé cả nhà nhá. Mọi người cân đối nhá, cân đối tiền nhá cả nhà nhá. Đấy, không lại bảo đắt mới rẻ một cây cây cáo nhé cả nhà nhá. Hình số 25 700.000, hình số 25 cáo Lai Châu. Có một nụ tím ngắt luôn nhé cả nhà nhé. Cáo Lai Châu mọi người nên nhớ là cỡ cáo Lai Châu nhé. Bản lá hai đốt ngón tay, dày, nói chung là lá nó dày cộm luôn. Và nói thật ra là như này này. Cái này thì em không có thời gian em. Đây. Ví dụ về mọi người bắt đầu làm khung cho nó. Làm khung này này. Đấy. Làm khung các lá nó xếp với nhau cực kỳ là nhìn cái cây lan nó chất. Phải nói là chất lừ luôn nhé cả nhà nhá. Đấy, làm kiểu ảnh đấy. Cực kỳ đẹp nhá cả nhà nhá. Hình số 25 700.000. Hình số 24 500.000. Hình số 24 cáo Lai Châu 500.000. Hình số 24 cáo Lai Châu nhá cả nhà nhá. Đấy, làm kiểu ảnh, làm ảnh nền. Hải đuôi công thì em không phải nói lại nữa. Hai đôi công thì nó không có nhiều. Và những cái giò như này, ví dụ như là hình số 23 700.000. Như bản chất một cái giò này 700.000. À, nhiều bác bảo là à, em ơi đắt này đắt kia. Nhưng em phải nói nha, mọi người mua một cái giò to thì bao giờ nó sẽ lợi thế hơn. Về mọi người chỉ cần tách, ví dụ cái chậu này mọi người tách cho em được tầm 7-8 chậu, chục chậu, nó đâu đó tầm 100.000 một chậu. Cả một cái khóm như này nếu mà chơi chậu to, mà chỉ cần một năm nay nữa thôi, một năm nay nữa cả một cái khu này nhá, mà nó tiếp tục nó đang để như này, nó gấp đôi, như này nó sẽ năm sau nó sẽ gấp đôi và chuẩn bị hoa rồi cả nhà nhá. Cái thằng hài đuôi công thì cho hoa giờ tầm đôi 3 tháng cả nhà nhá, và nó chuẩn bị hoa nhá cả nhà nhá, chuẩn bị hoa mua bây giờ là hợp lý nhá. Hình số 23 700.000 có hai giò to thôi, không có những giò nữa. Em phải nói những cái giò này là hoàn mỹ, phải khẳng định. Như này ngày mai mà cái chỗ này mà nó lên là tầm
đôi chục bông hoa ở chỗ này thì thôi. Bút răng bút lợi lắm cả nhà nha, hình số 22 700.000, hình số 22 700.000. Không kiếm được đâu những cái giò nó đỉnh cao như này đâu cả nhà. Rồi, à đây còn một giò nữa cả nhà. Giáng hương Tam Bảo sắc Lai Châu. Ui, quá phê, nó rơi vào tầm 10 nụ, hơn 10 nụ nhé cả nhà nhá. Hình số 20 400.000, hình số 20 400.000 nhé cả nhà nhá. Giáng hương Tam Bảo sắc Lai Châu. Cực kỳ là phê rồi cả nhà nhá, 400.000 nhá. Không tiếc nhá. Em cứ phải chụp để làm hình nền. Cả nhà ơi, em mời mọi người qua đến những dòng đặc sản nhà em nhá. Ôi dồi ôi, ngon như thế này, chuẩn như thế này, đẹp như thế này, chuẩn hàng rừng như thế này thì không mua thì mua ở đâu cả nhà ơi. Mật ong rừng nha, đây tự tay nhà em làm đây. Đấy. Sánh chưa? Đấy, mật ong rừng nha. 400.000 một lít cô chú nha. Mọi người đi mua đâu, mua thì mua, bác nào dùng thì rồi thì thử dùng thử nha em, xem nó đúng như ông Cường ông hay giới thiệu là mật ong rừng chuẩn hay không. Mọi người biết ngay. Đấy. Kinh điển luôn nhá, mật ong rừng nhá cả nhà, 400.000 một lít nhá. Đấy, em hôm nay trời nắng là bắt đầu mang ra để lọc và sau là chát cha cha cho mọi người đây. Đấy, chát cha cha nhá. Cô chú em khuyên thật đấy. Chả biết với mục đích như thế nào nhưng một gia đình nên có một cái chai mật ong để trong nhà để dùng cho toàn thể các thành viên trong gia đình, nó rất tốt nhé cả nhà nhá. Rất tốt luôn, em cam kết tâm luôn, mật ong rừng chuẩn nhé cả nhà. Bác nào chưa được dùng mật ong rừng chuẩn thì ủng hộ em nhá. 400.000 một lít cả nhà nhá. Rồi, bắt đầu sau ghi ra chai đây, 400.000 một lít đây. Đây. Và hôm nay thì đi đang cắt hoa đủ được để ngâm cho khách không? À, đây gọi là dường như nó là thần dược chữa bách bệnh. Bác nào mà chưa xem, chưa tìm hiểu, chưa biết về cái dòng hoa đủ được ngâm với mật ong rừng này thì mọi người tìm hiểu ngay đi. Tìm hiểu ngay hộ em với, dùng đi, dùng ngay đi cho em. Tăng tuổi thọ cho cho bản thân, tăng tuổi thọ, tăng sức khỏe. Hoa đủ đực nha, đây hoa đủ đực tươi. Còn có hoa đủ đực khô nữa nhé cả nhà nhé. Sau khi phơi thì bắt đầu có nhé cả nhà nhé. Đây hoa đủ đực khô đấy nhé cả nhà nhé. Cái này một cái túi này 5 lạng là 300.000 này cả nhà. Còn hoa đủ đực tươi một cái hũ này mọi người ngâm cho em. Ngâm cho em với mật ong rừng. Ngâm cho em với mật ong rừng một tháng mọi người dùng được nhé cả nhà nhé. Chuyên điều trị hỗ trợ và phòng chống bệnh. Ung thư nhé cả nhà nhé. Bệnh tiểu đường này, trị ho long đờm bổ phổi này cả nhà nhé. Mật ong rừng ngâm với là hoa đủ đực, mọi người tìm hiểu ngay cho em, rất tốt tác dụng nhé. Ví dụ một cái hũ này em ngâm là nó rơi vào 600.000 nhé cả nhà nhé. 600.000 một cái hũ này hoa đu đực. Nói chung là bán cái hàng này thì em không bán cái đồ tươi, tại vì đồ tươi vận chuyển thì nó hay bị về nó hỏng, mà nói chung không có bán để bán đồ tươi, chỉ có ngâm lên như là 600.000 một hũ. Còn cái mọi người lấy cái loại nhỏ này thì là 300.000 một hũ cả nhà nhá. Rất mong mọi người tìm hiểu và mọi người ủng hộ em Cường nhá. Rồi em mời mọi người tiếp tục ạ. Mọi người nhớ cho em nhá. Nhớ cho em là em Cường bây giờ là gì cái gì cũng có nhá cả nhà nhá. Đi tìm hiểu tất rồi, làm tất rồi, bây giờ đầu tư thôi. Đầu tư thì mới bán rẻ được cho mọi người, còn đi mua lẻ mà bán cho mọi người thì không bao giờ mọi người được khách hàng được hưởng cái giá nó gọi là giá rẻ, giá mềm nhất và những cái hàng nó tốt nhất cả nhà nhá. Nên em nghĩ rồi đấy, em sẽ làm như thế này nên là mọi người phải ủng hộ em ấy. Mọi người phải ủng hộ em, mua ở đâu mua, nhưng mà đã xác định mua về đến em nhá. Gì. Và những loại em không có thì mọi người cứ nhờ em sẽ có trách nhiệm, em phải có trách nhiệm em đi tìm cho mọi người. Kể cả mọi người có bị đau xương khớp hay đau dạ dày hay tất cả những cái gì cứ nhờ em sẽ tìm hiểu trên Tây Bắc này. Có cái bài thuốc nào tốt thì em sẽ mách với mọi người nhé cả nhà nhá.
ba kích tím rừng, đây là ba kích tím rừng nhé, không phải là cái ba kích của tím của Quảng Ninh mà người ta trồng đâu. Ba kích tím rừng 230.000 một cân. 230.000 một cân. Sâm cau thì ngâm rượu, mỗi một cái cân này ngâm được tầm 5 lít rượu nhé, 5 lít rượu. Sâm cau thế, ui dồi ôi, uống loại này thì thơm. Bổ thận trắng dương bổ thận nhá. 400 cái sâm cau này là bao nhiêu quên mất rồi. Rồi, tiếp tục. Tâm sen để tí em hỏi là xem em lâu nhiều hàng quá không nhớ. Tâm sen là 130.000 một túi như này. Túi này chắc là 5 lạng nhé cả nhà nha, tâm sen nhá. Chuối cô đơn 170.000, cái này là chữa bệnh sỏi mật này, gút tiểu đường này. Đây là cà gai leo 150.000 một cái túi như này nhé cả nhà nhá. Bút tân chuyên về bổ thận trắng dương đây, 100.000 một cái này ngâm được 5 lít nhá. Nấm ngọc cẩu cũng 100.000. 180.000 nấm ngọc cẩu nhá cả nhà nhá, nấm ngọc cẩu khô, xem có bao nhiêu tiền. 150.000 một cân sâm cau nhé cả nhà nhá. Đây cái loại này, bác nào bị dạ dày chưa? Có bác nào đa số đây nha, nó thật sự. Cái thằng này em thấy tốt này, quá nhiều người mua, quá nhiều người dùng, rất tốt nhá. Dạ đặc trị dạ dày luôn cả nhà nhá. 300.000 một cái gói như này. Có chỗ nó trời bán hơn 100.000, mọi người phải cân nhắc nhá. Loại này loại cực kỳ là xịn sò nhá. Rocket 1 giờ. Cái này ngâm theo thang nhé, thang thuốc nhé cả nhà nhé. Như cái như một cái này thì mọi người ngâm được 15 lít rượu này. 15 lít rượu, uống 1 đến 2 ly mỗi bữa ăn. Thực sự là tốt nhé. 250.000 một cái thang thuốc như này. Còn rocket 1 giờ kia thang thuốc to hơn. Bổ thận trắng dương kia. Cái này kia là 300.000 nhé cả nhà nhé. Nấm, nấm hương. Nấm hương để xào nấu đây. Nấm hương rừng nhá. 250.000 một cái túi này chắc tầm 5 lạng. Cái này thì xông, kể cả người không bị cảm giác gì, cứ thi thoảng xông cho cơ thể là rất tốt này. 100.000 một cái gói này, toàn bộ là lá xá, là lá chè, vỏ bưởi, nói chung là tích hợp các loại lá cây lá thôi, không có gì, rất lành tính. Sâm cau khô là 280.000 một cái túi này một cân này cả nhà này, 280.000. Đấy. Hạt này là hạt maca, hạt maca là phòng chống các bệnh liên quan đến tim mạch này, ăn uống bình ăn đập ra ăn thì ngợi lắm, ngon lắm này, ngon cực kỳ luôn. Hình số 3 300.000 một cái túi này, lại cứ quên hình rồi đấy. Atiso, Atiso để chuyên này là giải độc gan các thứ nhá, uống hãm như nước chè, ông bà cứ thay nước chè hoặc là nước uống bình thường ấy, hãm lên một ấm cho cả gia đình uống mát gan, chữa viêm gan nhé cả nhà nhá. 250.000 một cái túi như kia. Giả cổ lam đây là bao nhiêu đây? Giả cổ lam là 150.000 một cái túi này, cũng hãm nước để uống nhé, cực kỳ là tốt cho sức khỏe, hạ giúp hạ huyết áp nhé cả nhà nhá. Em cũng phải giới thiệu nhanh, có tầm 5 phút thôi. Hoa nhài 100.000, ngăn ngừa hỗ trợ điều trị tiểu đường nhé cả nhà nhá. Còn rất nhiều các tác dụng sau đây nữa nha. Dây thìa canh 100.000, một cái túi như này chắc một cân này, giúp hạ đường huyết này, kiểm soát đường huyết này. Đấy. Bột sắn dây là một bao nhiêu tiền đây? 150.000 một cái túi này. Sắn dây thì ở dưới quê các bác uống rất nhiều, thời tiết nóng nồi cho trẻ con gia đình uống rất mát nhé. Cái này là mướp, quả mướp đắng của rừng nhé cả nhà nhé, mướp đắng rừng. Nó điều trị chữa bệnh tiểu đường, ổn định huyết áp, ngăn ngừa ung thư, có thể uống nước tắm cho trẻ con. 180.000 không phải 5 lạng. Một cân là 350. Nụ vối 170.000 một cái túi như này. Nụ cây vối nha. Nhiều bác ở dưới xuôi đây là toàn bộ là những cái lá giải nhiệt thôi, rất lành tính nhá. Rất lành tính cả nhà, 170.000 giải khát thanh nhiệt này, kích thích tiêu hóa. 170.000. Mướp đắng thay lát đây, mướp rừng thắng thay lát thì chữa tiểu đường, ổn định huyết áp. Những cái loại này nó thực sự là mua về mà dùng, cứ để một cái dùng uống nước bình thường thôi cả nhà nhá. Nấm đông trùng hạ thảo nhá. Nấm đông trùng hạ thảo con loại này là xịn sò nhé. Xịn sò 1,5 triệu một cái hộp này, nguyên tai, nguyên mác, nhãn hiệu các thứ nhé. Nấm đông trùng hạ thảo thì thôi mọi người mua đi. Thật ra một cái hũ này 130.000 về ngâm với mật ong nhá. 130.000 hoa cúc. Hoa cúc chi 130.000 một cái hũ này, hãm nước để uống nhá. An thần dễ ngủ này. Đấy, ông bà mà mất ngủ thì uống những loại này. Hoa nhài như thế này 120.000 này. Hoa nhài này.
hạt đời ươi là 350.000 một cái túi như này, giúp thanh nhiệt lợi cổ họng, giải độc, thường dùng chữa han ho khan, cổ họng đau, sưng đau. Đấy. Có đầy đủ óc chó thì cực kỳ. Óc đó, óc chó đỏ nhá, óc chó đỏ thì nó hơi đắt nhá, 200.000 một cái túi này chắc 5 lạng à. Kỳ tử là 400.000 một túi nhá cả nhà, hạt kỳ tử nhá. Muốn cho xanh tóc đẹp da, rủ nhau lên núi lấy hà thủ ô là bao nhiêu một túi đây? 220.000 một túi hà thủ ô nhá. Hãm nước uống này hoặc ngâm rượu này. 170.000 nụ vối này. Hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực thì nó như một cái liều thuốc phòng chống và chưa điều trị bệnh ung thư rồi. 300.000 một cái túi này. Táo đỏ 170.000. Táo đen là 170.000. Đấy. Hạt hạt long nhãn sấy khô 270.000. Cái này là cái gì đây? Trà hoa cúc đường phèn là 180.000 một túi nhá. Tỏi cô đơn đen là 230.000. Cái này để ăn các bác ơi, cái này ăn cơm ngon lắm, cay, ớt muối, 100.000 một chai. Hạt hắc kỳ tử, hắc kỳ tử là 370.000 một túi. Tinh bột nghệ chuyên về dạ dày các thứ đây là 150.000 một cái hộp này. Đấy, em cứ giới thiệu nhanh, giới thiệu qua. Nhưng mà rất nhiều mật ong này. À, tinh dầu xả 450.000 một lít. Tinh dầu xả nhiều bác khen quá. Tinh dầu xả quế thì 450.000 một cái chai nửa lít này cả nhà nhá. Hạt viêm khớp này. Viêm khớp này. Cao xương khớp này. Cao xương khớp cái này thoa khớp nó bị nhức xương. Khoa này 100.000 một chai này. Cao xương khớp này là 130.000. Viêm khớp này 130.000 này. Đấy. Đây, các loại tinh dầu nha, tinh dầu bưởi các thứ đây. Tinh dầu 70.000 một hộp à. À, tất cả các loại, mọi người muốn lấy cái tinh dầu nào thì nhưng đấy là hộp nhỏ, người ta chiết xuất hộp nhỏ nhá. Tinh dầu chanh, bưởi các thứ có hết nhá. Cứ 70.000 một cái hộp như này cả nhà nhá. Đấy, toàn những cái loại cây lá quả thôi. Rồi em cảm ơn cả nhà. Có nhiều cái hàng như thế thì em sẽ giới thiệu nhanh, mọi người cứ thích loại gì là mọi người cứ alo cho em Cường nhé. Rồi em xin chào cả nhà.